củ này 15 phút và cái xương cũng đun đúng 15 phút thì bắt đầu mình cho vào nấu với nhau. Với chỉ 30 phút thôi, mình đã có một cái nồi xương bò hầm với củ rất là ngon và bổ dưỡng. Xin chào các bạn, lại đến buổi trưa rồi. Bây giờ các bạn sẽ lại cùng vào bếp nhà mình xem trưa hôm nay nhà mình ăn những món ăn gì. Và bữa trưa hôm nay chỉ trong vòng 30 phút thôi mà mình còn nấu được một cái bữa ăn mà có cả xương hầm nữa đấy các bạn. Chúng ta cùng vào bếp với các món ăn bữa trưa của nhà mình hôm nay nhé. Bắt đầu nào. Trưa rồi, bắt đầu nấu cơm trưa. Hôm nay là sẽ nấu món xương bò. Đây, khớp đây anh. Có cái nào chặt không? Đây. Cho xương bò vào hầm. Hôm nay là nấu món xương bò hầm củ. Sườn bò đấy. Cái sườn bò ngon thật đấy. Chỗ này là nửa ký này. Nửa ký sườn bò. Cho nhánh gừng vào nữa anh. Gừng đây, một mớ gừng. Đấy. Bữa trưa hôm nay là ông xã mình đạo diễn món xương bò hầm cà rốt và củ cải. Cái củ gừng bắt đầu nó mọc mầm như này này, mình đem trồng là 100% nó sống, nó lên mạnh lắm. Đấy, trồng gừng ấy là mình cứ để nó khô như này này. Xong bắt đầu lấy cái củ con này, đặt xuống đất là lên à. Cho vào đây, cho vào nồi áp suất. Đâu. Đấy, cho củ gừng vào bây giờ. Hầm xương chứ các bạn ơi. Cho nó mềm xương ra xong bắt đầu mình mới cho củ. Đúng 15 phút. Hầm xương 15 phút là nó mềm thì bắt đầu mới cho các loại củ vào. Xương bò hầm ngon mà bổ dưỡng lắm các bạn. Ba người ăn là nấu một củ cà rốt này, một củ cải này, hai củ khoai tây này. Cà rốt này chỉ có cạo vỏ thôi chứ không được gọt vỏ. Cạo vỏ để cho nó có nhiều chất dinh dưỡng. Đấy, cạo vỏ củ cà rốt, cạo vỏ củ cải trắng. Cái gì hành ngò đâu rồi này. Khoai tây cũng cạo vỏ luôn. Đấy, xong rồi, xong 4 củ. Ba vợ chồng con cái ăn 4 củ. Cắt khúc ra. Hầm nên là cắt khúc to to ra các bạn. To to một xíu. Thái củ khoai tây xong thái củ cà rốt xong thái củ cải. Thế là được một cái chảo các loại củ rất là đẹp. Trời ơi, nấu này nên trẻ con nó hay thích, màu sắc lung linh. Trắng này, vàng này, đỏ này. Đẹp nha. Người lớn thích nữa trẻ con. Nhìn nó đẹp đẹp nên là cảm giác đã muốn ăn này. Cái củ cải này nó ngọt nước nhá. Hầm với xương là rất là ngọt nước. Nấu đấy, hai củ khoai tây. Thế là vừa đấy. Cho một chảo luôn đấy. Bắt đầu là cho gia vị vào. Cho
vào một ít muối, ít bột ngọt, sắp lên. Đấy. Người đàn ông của Năng vào bếp nấu nước. Ôi, sắp dẻo tay thế. Xong rồi. Tưởng không cứ đứng xong mãi. Ôi trời. Rồi, đây xong. Ô, đẹp chưa các bạn này? Ôi. Đẹp không? Nhìn bắt mắt, gợi cảm nhá. Bây giờ mình đi cắm cơm đây. Ướp củ này 15 phút và cái xương cũng đun đúng 15 phút thì bắt đầu mình cho vào nấu với nhau. Ăn nó sẽ ngon. Bây giờ đi cắm cơm đây các bạn ơi. Đấy, thế là cắm nồi xương xong rồi, bây giờ đi cắm cơm là vừa. 20 phút cơm chín là vừa, vừa ăn đấy các bạn. Đây, mua miếng thịt ba chỉ nó tươi ngon chưa? Anh bỏ cái bề bóng này cho em ấy. Nước anh lấy ra, đấy. Này, thịt nó tươi ngon chưa? Nạc không là nạc này. Trưa hôm nay chỉ rang một miếng thôi, còn một miếng lại cất tủ lạnh. Đấy, mua hai miếng này. Thịt heo tươi ngon chưa này. Bây giờ rang một miếng. Rửa hết cả hai miếng đi anh. Rửa cái này đi anh. Đấy, rửa hết. Hai vợ chồng nấu bữa trưa. Miếng này để cất vào tủ các bạn ạ, lần sau ăn. Tại mua 1 ký luôn đấy. Bây giờ rang 5 lạng. Thì có 3 vợ chồng con cái ăn thôi, rang 5 lạng thịt. Hầm 5 lạng xương, rang 5 lạng thịt. Trưa hôm nay ăn cơm với dưa chua. À còn nấu canh gì nữa nhỉ? Đúng rồi. À canh xương, đúng rồi, canh hồng. Ăn với dưa chua. Dưa chua muối 4-5 ngày rồi mới được ăn đấy. Ủa, thịt nó tươi ngon thế. Quay đây đi anh. Quay đây. Đấy. Thế có vẻ lịch sự. Này thôi xong, tí nữa đập hành ướp vào rang lên ăn thơm lừng ngon lắm. Cho luôn vào chảo. Bộ dưa chua đây các bạn này, muối được 4-5 ngày rồi đây. Đây là rau cải màu gà mà hôm mình bẻ để muối đấy các bạn. Muối được 2 hũ như này. Thì trưa hôm nay là vừa ăn rồi đấy. Để em lấy củ hành cho anh. Là trưa hôm nay sẽ ăn canh hầm xương với dưa chua và thịt rang. 3 món của bữa trưa ngày hôm nay. Vào để lấy hành phục vụ ông xã. Đây, rổ hành đây. Mang cả rổ ra. Thế là ông xã thì ngồi thái mình thì chân chạy trọt các bạn ạ. Đấy, già rồi là suốt ngày nấu ăn, đi chợ nấu ăn. Ui, cái mỡ nó trắng phau rồi. Thịt heo cái mỡ nó trắng phau ngon chưa các bạn ơi. Đi mua thịt heo mà cái mỡ nó trắng như này này. Này heo nó ngon lắm này. Đấy, thịt nạc này nhìn nó tươi. Thịt mỡ thì trắng phau. Heo này nó chuẩn heo ngon đấy các bạn. Giờ cho hành vào nữa, thơm lừng tổ quốc. Đấy, cất một miếng thịt heo này vào tủ để hôm nào lại làm món gì đây.
cất lên đây. Cái hành đập dập này xong thái nhỏ 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 cho vào thịt xong nó thấm cái hương vị hành ấy, nó thơm ngon lắm các bạn. Nó thấm cái nước hành vào thịt ấy. Trời ơi, rang nó ngon. Cho vào đây, băm hành nhỏ rồi cho vào. Ôi trời ơi, hôm nọ mình rang sườn, cái bí quyết rang sườn ngon của mình là cho cái bột canh Hảo Hảo vào các bạn ơi, cái sườn nó ngon. Hôm nay ướp thịt mình cho bột canh Hảo Hảo vào, cho nó ngon các bạn ạ. Đấy, cứ bột canh Hảo Hảo mà nấu, trộn vào. Mà cái này là bột canh, bột canh này là Vi Phong cái sao, cái gì anh? Không phải Hảo Hảo. Nhưng mà cứ mỗi bột canh cho vào là ngon đấy các bạn. Cho một gói bột canh vào. Đấy, nhà mình ăn mì tôm dư là cứ cho ở đây các bạn này. Thế xong bắt đầu rang thịt, nấu thịt cho vào, ngon lắm. Tí nữa nổi xương bò, cứ cho một gói này vào là ngon đấy. Đấy, cứ bí quyết nấu ăn cho những người ở nhà. Không cầu kỳ nhiều gia vị. Thôi lại cất nó vào đây. Chảo thịt rồi các bạn ơi, cái này mình cũng ướp tầm độ 15 phút thì mình nấu. Cùng với lại củ quả này là mình vừa ăn nó nóng hôi hổi, nó ngon các bạn. Bây giờ mình cắm cơm đây. Ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc nên là Kon Tum hôm nay cũng hơi gió gió lạnh lạnh nên mình mặc cũng phải quần áo ấm rồi đấy. Không phải là không đâu. Và bây giờ nấu cơm các bạn nhé. Úi dồi ôi, nấu cơm, mình lấy gạo. Thì mới nhớ là chia sẻ với các bạn là gạo dạo này nó lên giá, đúng không? Bữa nay các nhà đầu bếp chúng ta nấu nướng thì chúng ta thấy là gạo dạo này nó lên giá. Đây này, cái gạo này này, nó hơi lóa. Mọi khi gạo mình đong chỉ là 16-17 nghìn thôi, mà hôm nay đi đong gạo là tận 1.900 một cân rồi. Nó tăng, gạo tăng rất là mạnh. Thôi cũng mừng cho bà con nông dân, gạo tăng giá, lúa tăng giá thì bà con nông dân đỡ vất vả. Nhà mình có 3 người ăn nên nhà mình sẽ nấu 3 cái muỗng này các bạn ơi. Vẫn ăn tốt lắm. Ăn cái gì chứ ăn cơm là vẫn ăn tốt lắm, ăn ngon lắm. Đấy, 3 người là 3 cái muỗng này. Gạo để trong cái thùng này cho nó đảm bảo các bạn. Cắm cơm thôi. Đấy. Đấy, vậy là đậy hết 15 phút. Bây giờ xương chín rồi, mình cho các loại củ vào. Mình cho các loại củ vào. Ui xịt, ui rồi tốc độ. Đấy, thịt nồi hầm. Thế nào? Wow. Vẫn sôi lăn tăn đây. Rồi, một nồi. Phải cho thêm cái nước nó hơi ít đấy các bạn. Phải cho thêm ít nước vào để cho nó đầy xăm sắp vào cái nồi này này. Đấy, một nồi canh xương ngon rồi. Cho thì lại cho đậy nắp vào và đun tiếp 5 phút nữa. 15 phút nữa.
Hầm xương 15 phút, hầm củ 15 phút là được các bạn. Cái nồi củ quả ngày kia ngoài kia còn 15 phút nữa chín thì bây giờ mình vào mình rang thịt các bạn ạ. Thịt ướp đây rồi. Nó thơm. Thơm lừng mùi hành. Thơm lắm luôn. Bây giờ là bật bếp lên thôi. Mình thái hết hành mò để tí nữa cho vào thịt rang và cho vào nồi xương hầm nữa các bạn. Thái nhỏ thôi. Cứ sẵn này là mình cho vào thôi. Cho hành vào thịt rang và xương hầm. Cho nó thơm, cho nó dậy mùi lên. Kích thích vị giác để ăn ngon các bạn ạ. Mình cho thêm xíu nước mắm à. Độ nửa muỗng nước mắm thôi các bạn ơi. Mình ướp nó hơi muối lúc nãy ướp vừa vừa rồi nè. Đấy, cho thêm nửa muỗng nước mắm nữa thôi. Đấy, thế là hai vợ chồng nấu cơm thì nó nhanh. Mỗi vợ chồng một món. Chồng thì phụ trách cái nồi xương hầm người kia các bạn. Còn vợ thì phụ trách món thịt rang. Mỗi vợ chồng một món và thành một cái bữa cơm rất là nhanh và đỡ vất vả. Chứ nấu nuôi cui một mình cũng buồn mà cũng vất vả. Có hai vợ chồng nấu thì nó nhanh hơn, vui hơn. Bữa trưa hôm nay là mình nấu, nhà mình ăn là có 3 món, đó là thịt rang này, rồi nồi canh xương hầm này, và ăn với dưa chua. Thì với 3 cái món ăn này thì đã cũng đủ chất dinh dưỡng rồi. Xương he, xương bò hầm á, cũng nhiều chất dinh dưỡng rồi, thịt rang, rồi dưa chua, rất là ngon. Rồi, thịt được rồi các bạn ơi, cho ra đĩa thôi. Bây giờ mình rác vào đây ít hành ngò các bạn này. Cho thơm đã. Cho đấy ít hành ngò. Rồi đảo đều lên. Cho thơm. Trưa rồi mà các bạn về á, các bạn mệt quá mà các bạn phải nấu nhanh thì các bạn cứ nấu như này. Nó ba cái món như này nó vừa nhanh, cũng không mất nhiều thời gian mà ăn cũng rất dễ là ăn. Rất dễ ăn và đảm bảo cái chất dinh dưỡng. Cứ bữa trưa muốn cho nó thơm thơm một chút ấy thì mình lại rác một ít tiêu vào thịt này các bạn này. Đấy, cho nó thơm thơm. Đấy, cho một tí tiêu thơm lắm, cái tiêu xay nó thơm. Rồi sau đó lại rác một lớp hành lên nữa các bạn. Cho nó màu xanh tươi mát. Cắt ớt, nhưng cứ để một quả ớt ở đây cho nó ngon. Lấy dưa chua ra đĩa. Đấy, cứ muối từng cái mũ nhỏ nhỏ như này các bạn này. Giờ đến bữa ăn mình cứ lấy ít một ra. Dưa chua này thì mình kho cá cũng được, xào cũng được. Nấu canh chua. Nên thì nấu canh chua này, ăn sống này. Cái dưa chua này khi mới bắt đầu vàng như thế này các bạn này, là mình ăn sống, mình thích ăn sống. Ngày mai nó chua hơn thì mình lại cho vào mình xào hoặc là nấu canh chua. Phụ dưa chua ngon chứ các bạn. Vừa được ăn, vừa đến đây này, vừa tầm ăn này. Phụ dưa chua rất là ngon. Còn đậy lắp vào. Như vậy là một bữa mình lấy ra nửa phụ đấy. 3 người ăn đấy các bạn. Xong hai món rồi đây, còn chờ canh nữa thôi các bạn. Cái nồi cơm nó cũng gần bật nút rồi đấy, các bạn thấy chưa? Nó chạy cũng gần đến đích rồi. Như vậy các bạn thấy không? Bố trí nấu nướng làm sao mà các món nó xong vừa một lúc ấy, là cơm canh rất là ngon. Đã mang nồi canh vào rồi. Và đang xì hơi rồi đây. Liệu canh ngon không anh? Ngon không?
Tự tin phát biểu một câu có ngon không? Ngon không? Ngon. Ừ, ngon chứ sao ngon. Ôi trời, ngửi thơm. Lại xì hơi. Wow, ngon. Wow, ngon lắm. Bây giờ sẽ múc ra tô, múc canh ra tô các bạn nhé. Đây, cho vào tô một ít rau thơm như thế này các bạn này, xong múc vào cho nó thơm. Thơm quá, củ cải nó thơm. Đấy, tô canh ngon chưa các bạn này, rác một ít hành vào nữa. Hành với rau thì là vào cho nó tươi thơm, thơm lưng nữa. Bổ sung thêm độ ấm, đó là một ít tiêu xay. Đấy, thơm lưng tổ quốc. Bây giờ mình sẽ nếm thử xem sao các bạn nhé. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình. Hôm nay là ăn với cơm trắng. Miếng dưa chua này các bạn này. Ăn với thịt rang này. Thịt rang, dưa chua, cơm nóng. Ngày lạnh lạnh, trời se lạnh ăn ngon lắm. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Ngon quá. Xương hầm đấy các bạn, thịt hầm, thịt bò hầm. Đây là thịt xương bò các bạn nhé. Xương bò này. Khoai tây, một lát khoai tây này các bạn này. Và một miếng dưa chua nữa các bạn. Ba cái này ăn kèm với nhau. Tuyệt hảo luôn. Dưa chua, thịt bò hầm và khoai tây. Trời ơi, bữa trưa ngon lắm các bạn. Buổi trưa các bạn đừng ngại ngần. Mình về mình cứ cắm cái nồi xương lên trước đi, đun trước 15 phút. Sau đó cho củ quả vào giống như mình và ông xã mình làm lúc nãy á. Chỉ 30 phút là các bạn đã có một cái nồi xương bò hầm rất là ngon để mình ăn bữa trưa. Chứ phải trưa vội quá mà mình không nấu được đâu. Chỉ 30 phút mình đã xong tất cả cơm, thịt và nồi xương hầm rồi. Một bữa ăn trưa thật là ngon khi mà trời hơi se se lạnh. Các bạn hãy nấu cho gia đình ăn thử nhé. Video mình làm đến đây là hết. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngon miệng.